Xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình đi xuống núi Cấm và sẽ đi cùng với một người bạn đi lên trên núi để tham quan và lễ Phật. Thế thì mình quay cho mọi người xem nha. Ở đây có hàng chùa Vạn Linh, trên đỉnh núi Cấm có hàng cây tùng bách tán đẹp. Đây tòa tháp tuyệt vời. Bây giờ mình đi lên lễ Phật. Ngay bên cạnh tòa tháp có cái dàn cây móng rồng này, đẹp quá này.
thương người thương vật, ăn chay niệm Phật. Đây có một cái ở Nam Bộ lan quá đẹp. Đây là lan Dendro. Rồi tí xíu mình đi vô chánh điện chùa Vạn Linh nha. Ở phía bên trái chùa ông có một cái dàn móng rồng tuyệt đỉnh. Toàn cảnh chùa. Là chánh điện chùa Vạn Linh. Đây là bảng tông chỉ pháp môn niệm Phật. Đi tiếp ra phía sau chánh điện thì chúng ta sẽ gặp một cái quảng trường có tượng 18 vị La Hán. Giữa là tôn tượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đây là chánh điện cũ của chùa. Tôn tượng của Đức Phật A Di Đà. Đây là toàn bộ quang cảnh ở phía trên.
Thank you.